Một người đàn ông lái thử xe ô tô thì gặp sự cố mất lái, tông văng cột đèn và nhiều xe máy, sau đó lộn nhiều vòng trong khu vực đô thị Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua, một nam tài xế cầm lái ô tô chạy trên đường ven sông Sài Gòn trong khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thì bất ngờ mất lái lao lên lề đường, tông văng cột đèn bằng kim loại. Chiếc xe còn lao tới tông nát 3 xe máy của công nhân để sát mép đường, sau đó lộn nhiều vòng, đáp xuống bãi đất gần đó. May mắn túi khí trong xe bung ra, tài xế không bị thương. Tuy nhiên ô tô bị mốc méo, bể nát nhiều phần, hư hỏng nặng. 3 chiếc xe máy cũng bể nát. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.